Big John, 66 triệu năm tuổi và là bộ xương ba sừng lớn nhất từng được khai quật với chiều dài 8 mét, đã được bán đấu giá cho một nhà siêu tập Hoa Kỳ hôm thứ Năm với giá khổng lồ 6,6 triệu euro. Giá cuối cùng đạt được tại nhà đấu giá Drouot ở Paris 5,5 triệu euro trước phí cao hơn nhiều so với giá bán dự kiến 1,2 đến 1,5 triệu euro. Bộ xương của Big John đã hoàn thiện 60% và được khai quật ở Nam Dakota, Hoa Kỳ vào năm 2014 và được các chuyên gia ở Ý tập hợp lại. Bây giờ anh ta sẽ trở lại Hoa Kỳ và bộ sưu tập tư nhân của người mua giấu tên, người mà nhà đấu giá cho biết đã yêu Big John sau khi đến xem anh ta. Người mua đã đánh bại 10 người trả giá khác, trong đó 3 người đặc biệt đẩy giá lên trong những phút cuối cùng. Đó là một mức giá đáng chú ý, nhà đấu giá Alexander Gekkelo nói. Tôi không mong đợi điều này, nhà cổ sinh vật học Jacopo Briano, người giám sát việc mua bán nói thêm. Big John sống trong kỳ phấn trắng thượng kỷ nguyên cuối cùng của loài khủng long và chết ở một vùng lũ, bị chôn vùi trong bùn khiến ông được bảo quản tốt. Một vết thương ở sừng gần hộp sọ của anh ta cho thấy anh ta đã tham gia ít nhất một cuộc chiến khó chịu. Vụ mua bán này là một kỷ lục của châu Âu, nhưng vẫn kém xa con số 31,8 triệu đô la được trả vào năm ngoái cho một bộ xương khủng long bạo chúa 67 triệu năm tuổi ở New York. Rõ ràng ngay từ đầu rằng các bảo tàng sẽ được định giá ngoài cuộc đấu giá hôm thứ Tư. Chúng tôi không thể cạnh tranh, Francis Duranton, giám đốc bảo tàng lịch sử tự nhiên Toulouse, cho biết thêm rằng chỉ riêng ước tính giá ban đầu đã lên tới 20 đến 25 năm ngân sách mua lại của ông. Nhà đấu giá cho biết có khả năng người mua sẽ cho Big John mượn bảo tàng hoặc phòng trưng bày để trưng bày trước công chúng, nhưng ý định của anh ta vẫn chưa rõ ràng. Các nhà khoa học đã phân tích xương của anh ta trước khi đấu giá phát hiện ra rằng hộp sọ của anh ta có 70% hoàn chỉnh, lớn hơn từ 5 đến 10% so với các bộ xương Triceratops được phát hiện khác. Triceratops là một trong những loài đặc biệt nhất của loài khủng long do có 3 chiếc sừng trên đầu, một chiếc ở mũi và 2 chiếc ở trán, mang lại tên Latin cho loài khủng long. Trước đó, Drouot đã bán một con khủng long dị nhân và một con song tinh, mỗi con trị giá 1,4 triệu euro vào năm 2018. Doanh số bán khủng long có thể không dự đoán được vào năm 2020. Một số mẫu vật được cung cấp ở Paris không tìm thấy người bán nào với mức giá tối thiểu không đạt được. Những người khác lo ngại rằng những phát hiện quan trọng cuối cùng sẽ tô điểm cho các dinh thự tư nhân của giới siêu giàu hơn là các phòng bảo tàng. Steve Broussard, một nhà tư vấn của bộ phim Thế giới Kỳ Dura và là tác giả của Sự trỗi dậy và sụp đổ của loài khủng long, cho biết hóa thạch khủng long thuộc về các bảo tàng. Anh nhớ lại mình khi còn là một thiếu niên và nhìn thấy hóa thạch đã truyền cảm hứng cho anh đi vào cổ sinh vật học bộ xương T-Rex Sue tại bảo tàng Field ở Chicago. Nó khiến tôi kinh ngạc và đứng dưới nó cho tôi một cái nhìn mới về thế giới cổ đại, anh nói với AFP. Sue đã được bán đấu giá vào năm 1997 và bảo tàng Field của Chicago đã có thể huy động được hơn 8 triệu đô la để mua nó. Một người giàu có đã có thể mua nó, mang nó về nhà và nó sẽ không bao giờ được trưng bày trước công chúng, để truyền cảm hứng cho tôi và vô số trẻ em khác, Broussard nói. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.